Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang đứng ở một công trình gọi là Tháp Eiffel của Pháp nha mọi người. Thì Tháp Eiffel này các bạn cùng đi tham quan với mình nha. Đi, mình đi. Đây. Thì Tháp Eiffel này thì nó không được cao như là ở Pháp. Bởi vì cái này người ta chỉ xây lại thôi chứ. Thì buổi tối thì nó sẽ mở đèn lên. Nên là có một cái cục ở đó để có thể dẫn điện cho mọi người. Nó không có được cao như đó. Kỳ quan thế giới, trong 7 kỳ quan thế giới tiếp theo đó chính là cầu của London. Thì đây là cái cầu này thì nó rất là nhỏ nha mọi người. Bởi vì đây người ta làm rất là nhỏ, người ta làm nhỏ tay bạn mình đứng ở đây được luôn rồi đó, thấy không? Mình cao hơn luôn rồi đó. Thì dưới đây là một cái hồ nước, một cái hồ nước. Lá thì nó rụng dưới đây bởi vì cái hồ này không được vệ sinh mọi người. Nó có cái lá thì nó cái nhà hát này nó cao mình cũng chưa đo nữa bởi vì mình cũng muốn biết nhưng mà mình chắc chắn là nó sẽ hơn 1 mét đó mọi người. Cái gì nữa cũng cao. Ở tiếp theo thì tụi mình qua cái khác nha. Đi cái này cũng chậm. Tiếp tục nha mọi người thì chúng ta còn đi qua công trình Tháp Eiffel của Ý nha mọi người. Đây. Thì Tháp Eiffel này nó cũng rất là nhỏ luôn mà nên mà đi kích thước ban đầu thì cái này nó nhỏ còn hơn cả cái kia luôn nha mọi người. Hơn cả cái cầu cầu tháp Tây Ban Nha luôn. Cái cục để mở đèn rồi. Hay thì cái này thì cũng thấy nó chả có cái gì để mà xây nhiều. Tại vì mình cứ thấy được một cái tháp rồi nó không có nguyên. Cái này nó không có nguyên nhiều, không có nguyên. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tới lăng mộ của Taj Mahal ở Ấn Độ nha mọi người. Thì Taj Mahal cái lăng mộ này thì ông vua ông xây cho bà hoàng hậu lúc mà bà chết nha mọi người. Thì công trình này ở Ấn Độ thì nó màu trắng rồi nó cũng giống như cái công trình ở Ấn Độ khác thôi nhưng mà nó cũng rất là nhỏ, nó nhỏ siêu nhỏ luôn, nhiều khi nó còn nhỏ hơn cái tháp nữa. À không, cái này nó bự hơn một xíu nha mọi người, nó bự hơn. Mà nó cái chánh cổng cho nó to nên người ta xây cho nó nhỏ lại chứ xây to quá nó không có đủ công trình nha mọi người. Nó to dữ lắm nha mọi người, nó to hơn cái mảnh đất rồi nữa. Cái là cái nơi đầu tiên mình thấy được là cái vui nha mọi người. Này mình sẽ qua ngưỡng đầu tự do của mọi nhất khi mà mình đã tham quan xong quay mộ rồi nha mọi người. Bây giờ mình nhìn thấy mọi người còn tự do, mọi người nhớ còn tự do cũng vậy, người ta xây nhỏ lại không có xây to, cái trang mấy công trình khác à. Thì có lẽ các bạn đã thấy nhiều người nên cũng không có gì để tham quan. Cái này cũng mở đèn cho mọi người. Rồi, các bạn xem đi, mình đi ra chỗ khác cho các bạn xem đi. Mọi người thì đây là công trình cao nhất nha. Thì mình sẽ lên đây để quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đây cũng là một công trình nha mọi người. Mình không biết nó ở nước nào nữa. Đi theo mình. Và công trình này mình có thể bước lên được luôn nha mọi người. Mấy công trình này khác mình không có bước lên được, mình chỉ quay thôi. Công trình này là đầu tiên nè. Là công trình này mình bước lên được luôn nha mọi người. Đi mọi người, đi. Dạ. Bước lên đây là thấy toàn cảnh nha mọi người. Khổ quá. Đây.
Nhìn mình kia có điện lên kia anh đang leo lên đường độ ông vô hôn xây cho vợ ông vợ ông đi qua đời ai mình đã hết rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì mình chúc các bạn thứ bảy vui vẻ. Ok, bye.